Hello mọi người, hôm nay Diễm chia sẻ món súp nấm nha. Món này thì mình có thể dùng cho ăn chay hoặc là ăn mặn đều được. Nếu mà nhà mình có tiệc á, mình muốn làm một cái món khai vị thật là nhẹ nhàng mà ngon. Món nóng á, thì mình làm cái súp nấm này rất là hợp. Thì cái cách làm đơn giản, mời mọi người cùng vào bếp nấu món súp nấm này với Diễm nha. Là súp nấm á, nên mình có thể cho cái loại nấm nào mà mình thích cũng được. Thì Diễm có bốn cái nấm hương khô này. Nấm hương này thì nó hơi cứng á, nên Diễm cho nước ấm vào và Diễm ngâm khoảng cỡ từ 3 tới 4 tiếng nha. Mình ngâm mình kiểm tra ha, có những loại nấm thì ngâm nó mau nên mềm hơn, nhưng mà cái nấm hương này Diễm mua sau ngâm rất là lâu. Ở đây Diễm có 500 g củ cải trắng nè, mình rửa cho sạch, mình gọt vỏ đó. Bây giờ mình đi nấu cái nước lèo. Tiếp theo là 300 g barô. Cái cây barô này nó to ha, mình rửa ở trong cho nó sạch nha, tại vì thường trong mấy cái lá của nó có hay có cát đó. Mình cắt ra thành từng cái khúc dừa. Và 200 g cà rốt mình cũng bào vỏ cho sạch. Sau đó Diễm cho vô 1,5 lít nước ha. Cái này là Diễm đã cân đo rồi ha, 1,5 lít nước. Mình bắt bếp lên á, mình để cho nó sôi. Sau khi nó sôi á, mình dùng cái muỗng mình nhấn xuống cho rau cải nó ngập trong nước á. Mình lấy nắp mình đậy lại và mình nấu dưới lửa nhỏ trong vòng 45 phút thì mình sẽ được cái nước lèo hay là cái nước súp á, rau củ nó ngọt để mình dùng mình nấu súp. Bây giờ Diễm đi chuẩn bị phần nấm tươi. Thì Diễm có 200 g nấm tươi gà. Thì mình thích ha, mình cho nấm mỡ cũng được, mình cho nấm rơm cũng được luôn. Thì Diễm cắt ra thành từng cái miếng nhỏ đó, mình làm miếng nhỏ ha, cho tô súp của mình nó ngon hơn, đừng có cắt to quá. Ở đây Diễm có thêm 200 g nấm ngọc châm trắng, thì có cái nấm ngọc châm màu nâu cũng được nha. Mình cắt bỏ cái cuống rồi mình xé ra cho nó thành từng cái cây nấm nhỏ đó. Cái này nấm hương Diễm ngâm nó mềm rồi nè, bây giờ mình cũng cắt nhuyễn ra luôn, thì cái cuống của cái nấm này mình bỏ ha, tại vì nó cứng lắm. Sau đó mình cắt ra thành từng cái miếng mỏng nhỏ như vậy, tại cái nấm này nó dai á, mình cắt to quá thì nó dai lắm. Đây Diễm có 300 g đậu hũ non nè. Đậu hũ non á thì mình thay mình cho vô nấm giống như là mình thay trứng vậy đó, nó béo nó ngon. Mình cũng cắt nhỏ. Đây là bắp ngọt á, bắp ngọt Mỹ hay gọi là vậy đó, thì mình cho vào cho cái súp của mình nó ngọt và ăn trúng miếng bắp á, nó giòn giòn nó ngon hơn. Trong cái bắp hộp này thì nó có cái nước đó, Diễm chắc bỏ cái phần nước này nha. Diễm đông vô đây 4 muỗng canh tinh bột bắp, mình làm cho cái nước súp của mình nó sệt á. Và mình cho 4 muỗng canh nước. Cho vào thì mình khuấy cho nó đều nha. Mình để thì tí xíu nó cũng lắng lại vậy chút, mà trước khi mà cho vô mình cũng nên khuấy lại. Nồi nước súp mình hầm đã xong rồi đó, thì bây giờ Diễm vớt những cái rau củ này ra, mình nhớ mình chắc cho nó ráo nước nha. Tại vì cái nước còn lại trong rau củ này thì nó rất là ngọt. Sau khi vớt bỏ hết rau củ rồi, Diễm bắt cho nước nó sôi lại á. Đầu tiên mình sẽ cho nấm hương vào trước. Tiếp theo á, mình cho cái nấm đùi gà nha. Những cái nấm này thì mình nấu lâu á, nó không có bị mềm. Tiếp theo mình sẽ cho bắp. Trộn lên cho nó đều á, rồi mình cho cái nấm ngọc dâm trắng vào là mình nêm nếm được ha. Diễm sẽ nêm vô đây 2,5 muỗng cà phê muối. Mình nhớ nêm lại nha, mình nêm 2 muỗng cà phê trước rồi xong rồi mình thấy mặn nhạt mình nêm thêm. Và 3 muỗng cà phê hạt nêm nấm, thì cứ 500 ml nước thì mình nêm 1 muỗng cà phê hạt nêm. Diễm trộn lên á và Diễm nêm lại thấy vừa ăn là được ha. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho cái đậu hũ non vào, mình trộn lên cho đều, mình mới lấy cái hỗn hợp tinh bột bắp á, mình làm cho cái nước súp của mình nó sệt lại. Mình nhớ khuấy lên cho nó đều nha. Mình vừa cho vào thì mình dùng cái muỗng á, mình khuấy cái nồi súp của mình. Lúc này mình để lửa trung bình ha. Mình khuấy cho thật đều để nó không có bị đóng đóng thành từng cái mảng bột bắp á, thì nó không có ngon. Mình để cho nó sôi khoảng từ 1 tới 2 phút á, cho cái tinh bột bắp này nó chín nha. Cái súp này thì ăn đơn giản á, ăn nhẹ bụng và rất là ngon. Xong rồi Diễm sẽ nêm vô đây 1 muỗng canh dầu mè, mình dùng dầu mè nguyên chất á, thì nó sẽ thơm. Vậy là mình xong cái nồi súp rồi. Cái súp này á, thì thường nhà Diễm có tiệc á, Diễm cũng hay nấu giống như là món khai vị á, đơn giản nhưng mà nó ngon tại nhờ nấm tủ loại á, nó rất là ngọt. Mình tắt bếp á, bây giờ mình múc ra chén nha. Với cân lượng này á, thì mình nấu được khoảng hơn 10 chén súp.
Mình ăn được hành ngò thì mình cho vào rất là thơm và ngon nha, cho thêm tiêu cay cay nữa. Diễm chúc mọi người có được những chén súp thật là thơm ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.